Vì tương ớt cho nhiều vào cho nên là canh nó sẽ đẹp hơn, màu nó đỏ và rất là ngon. Bây giờ là đến món, đây là món bạch tuộc à? Những cái que bạch tuộc nhìn nó to chưa các bạn? Cái này mà tí nữa em này em thấy món này là ngon đấy. Opa chưa có muối á? Xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì em lên trên núi và thăm cái khu gọi là khu nghĩa trang gia đình, hay nói là cái khu để tổ chức thờ cúng tổ tiên. Và ngày hôm nay sẽ review đến các bạn văn hóa thờ cúng tổ tiên tại Hàn Quốc, xem là ở Hàn Quốc thì họ chôn cất, họ thờ cúng tổ tiên như thế nào. Và cái văn hóa mà sau khi mất đi thì người ta sẽ làm như thế nào trong gia đình, hoặc là đối với từng trường hợp, ví dụ như là những người có tiền thì họ có thể chôn cất hay là họ muốn làm như thế nào, còn những người mà ví dụ như là cũng khó khăn thì cái việc chôn cất nó có khó khăn hay không, hay là người ta hỏa táng hay là người ta chôn. Nói chung là có rất là nhiều những cái suy nghĩ và văn hóa khác nhau, thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ đến các bạn nhé. Và bây giờ em sẽ lên trên núi và review tiếp với mọi người. Ngày hôm nay thì ở trên này nó khá là cao cho nên là hơi lạnh, nhiệt độ bây giờ chỉ có 12 độ C thôi. Tuy trời nắng như thế này nhưng mà vẫn hơi rét, và ngày hôm nay ai cũng mặc áo khoác mọi người ạ. Đặc biệt là bây giờ ở Hàn Quốc thì cái lá mùa thu, lá đổi màu nó rất là nhiều, vì vậy lên trên núi phải đi lên trên núi rất là xa các bạn ạ. Đường núi như thế này, đường núi nó cũng nhỏ nhỏ thôi, và đường lên trên khu gọi là khu nghĩa trang gia đình đây, người rất là đông và bây giờ mọi người đã đến và đợi đây rồi. Và tinh hình như là đến đây rồi đây, mọi người đã đợi ở đây. Có phải không vậy? Xuống xe thì bắt đầu đi bộ vào những cái con đường mòn đi ra cái khu nghĩa trang. Và bố em, chồng em, các cô, các chú ngày hôm nay là đều đến đây đi. Vừa đi vừa ngắm lá mùa thu các bạn ạ. Và những ngày đi cúng tổ tiên như thế này thì thường là định ngày. Mọi người trong gia đình định một cái ngày và đến. Annyeonghaseyo. À, mọi người đã đến đây rất là đầy đủ nè. Nè, cảm ơn nhi ta. Nè. À, 처음 만나서 반갑습니다. 여름 때 우리 갔다 왔어. 네, 그때 못 만났어요. 기억도 안 나고. 기억 안 나. 예. Mấy cô mấy chú ấy toàn là hôm đến cưới là đã đến nhà em rồi mà em cũng không có nhớ mặt các bạn ạ. Và mọi người đã đến trước bày ra mâm cúng. Annyeonghaseyo. Đa số là toàn các cô, các chú này, cũng có con cháu đến cùng. Và đây là khu phần mộ của ai thì em cũng không có rõ. Đây, họ xây rất là dày như thế này, như kiểu là cả một gia đình ấy các bạn. Và bây giờ đến thì có dọn cỏ qua rồi này. Đồ cúng thì mua hết, đa số là toàn mua, sau đó là mang đến đây bày ra là thắp hương. Và đây mọi người ai cũng đến đây đứng đợi rồi. Một bàn đồ cúng như thế này và một người đứng phải ruồi. Chắc là chỗ này nó ở núi ấy, nhiều ruồi muỗi các bạn ạ. Và đây bàn cúng ở Hàn Quốc thì họ bày như thế này. Ồ, hôm nay cũng có thịt gà, cũng có thịt lợn nhỉ. Cá đầy đủ luôn. Ôi, cá này còn cá sống hả? Igo yori ăn hết rồi á? Hết rồi á? Ồ. À, cá rán. Táo. Và bây giờ là trưởng họ. Trưởng nam à? Trưởng nam cũng lạy trước, từ người lớn xuống đến người nhỏ các bạn ạ. Từ người một. À, cũng có đốt hương hả? Lần đầu tiên em thấy. Hương ở Hàn Quốc thì khá là đơn giản. Nhìn giống như là một que tăm vậy. Nhỏ nhỏ. Mùi cũng rất là thơm. Và bánh kẹo, hoa quả đầy đủ, thịt cá. Cơm thì sắp ở đằng trước ấy các bạn, những cái bát màu sắt. Và Hàn Quốc cúng thì cũng là toàn là ông cúng thôi. Phụ nữ thì chỉ sắp bàn rồi đứng bên cạnh. Họ đốt hương sau đó là rót rượu ra, sau đó hơ lên trên hương. Còn ở bên này thì các cô đang chuẩn bị đun lại canh để dâng lên. Đeo găng tay này, dùng bếp ga mini. Sau đó là đun canh. Canh này là canh gì? Canh kim chi à? Hay là đun này để tí ăn sáng biết? Thì có tốt chế ra thế á?
아니 이거는 나중에 찌개로 해서 이제 그날 지금 어머니 방송에 나오고 있어요. 예쁘게 나오고 있어요. 예쁘게 나오고 있어요. 오 김치 이거 봐. 띠어방 따이 룬. 김치 ngon quá. 맛있게 보여. 맛있게 보여? 네. 오 김치 thật sự rất là ngon các bạn ạ. Thơm nhỉ? Thơm lừng luôn. Họ cho ít vừng vừng đen rồi nữa. Đấy. Ở Hàn Quốc thì họ chả dùng dao dùng kéo cắt cũng được, đeo găng tay và sau đó là tỉa xé ra như thế. Và tí nữa sẽ làm món canh kim chi và cho mì tôm vào, ăn kim chi mì tôm rất là ngon. Và ở đây các cô mà thấy em quay video là cũng cảm thấy rất là vui. Xong rồi nói là đấy, quay video để đăng lên cho người Việt Nam xem đấy. Họ cũng rất là thân thiện các bạn ạ. Và ngon, mọi người ở Việt Nam nhớ muối kim chi cũng phải ra cái màu đỏ đỏ đẹp đẹp như thế này nhá. Và một người thì quỳ ở dưới đó, sau đó là cũng còn những người ở bên cạnh thì bây giờ là lại toàn thể đàn ông, xong mấy cô ở bên này thì không có ai lại cả. Đây là các cô vợ, ở bên này là con trai rồi các cháu trai. Và khi mà đi thăm mộ thì đa số là họ mặc đồ đen. Ở Hàn Quốc thì quỳ lạy người mất là quỳ hai cái, lạy hai cái, còn người sống lạy người sống thì chỉ lạy một cái thôi. Lạy hai cái là người ta đã vào lạy người đã chết rồi. Bây giờ thì đến lượt chi nhà em vào thắp hương. Lần lượt các bạn ạ. Từng nhà vào thắp hương. Sau khi thắp hương của một nhà xong thì lại mang đến từng mộ rót rượu và mời tổ tiên dùng bữa. Đây là một cái văn hóa rất là khác biệt so với Việt Nam mình đúng không ạ? Và bây giờ sau khi dâng hết rượu lên rồi thì sẽ chống đũa xuống kêu ba cái là đã kết thúc dâng rượu và bắt đầu đi lạy. Chồng em thì hết tóc rồi. Sau khi bên đàn trai cúng và lạy hết xong rồi, bây giờ phụ nữ bắt đầu mới vào các bạn ạ. Và chỉ lạy thôi. Lạy hai cái. Và em cũng lon ton vào lạy cho nó quen văn hóa. Em là cháu dâu cho nên là cứ như thế nào thì mình lại theo. Rất là thú vị các bạn ạ. Và bây giờ đã lạy xong rồi đây. Ta bắt đầu sắp mâm ăn. Và bây giờ đã cúng xong, kết thúc rồi thì bắt đầu mới dọn đồ xuống này, thái thịt ra và chuẩn bị để nấu ăn. Và ở đây thì đun một nồi canh kim chi, sau đó là bây giờ thái thịt cho các bạn ạ. Thịt thì mỡ thôi rồi, em không biết sao cái thịt này nó lại mỡ dữ vậy. Chỗ này chắc là thịt mông ấy, thịt mông mà kiểu họ hầm ở Hàn Quốc là họ hay cho vào, họ hầm nó thật là mềm, thịt nó mềm đi, sau đó là bây giờ là họ thái, sau đó là họ cho vào nồi canh kim chi đun thành một nồi canh, cho cả đậu vào rồi. Không biết là cô có nhặt luôn cả cái bong bóng, túi bóng rách kia cho vào luôn mà nấu ăn không biết. Bây giờ là đến món, đây là món bạch tuộc à? Những cái ve bạch tuộc nhìn nó to chứ các bạn. Cái này mà tí nữa em là em thấy món này là ngon đấy. Tuyệt vời. Cái ve bạch tuộc to quá. Thái có 2 ve thôi ạ. À? Thái nhiều nhiều chứ. Thì như cái món này nó ngon thì nó không thấy nhiều hay sao ấy. Nhìn đã thấy ngon rồi. Không biết cái này thì có thảo luôn một nồi canh không biết. Nếu mà thảo luôn một nồi canh thì thành món canh thập cẩm, món canh kim chi thập cẩm. Đấy, những cái me phải tuộc to lắm các bạn. Rất là to. Ô, cho luôn nồi canh thật. Đây là một nồi canh rất là chất lượng, đầy đủ thịt hải sản. Nhìn đã thấy đói rồi. Ở đây là táo đỏ của Hàn Quốc đây các bạn. Táo này là nó còn tươi mà vừa mới vặt ở trên cây, nó chín rồi ấy, ăn nó sẽ rất là ngọt, giòn và rất là ngon. Và thật sự là ở Việt Nam mình thì hay là mua táo đỏ kiểu táo khô ấy các bạn. Còn bên này là táo tươi như thế này, ăn tươi rất là ngon và tuyệt vời. Và những cái loại táo to như thế này thì cũng không hề rẻ. Nói chung là 10.000 won cũng chỉ được mấy quả thôi. Và bây giờ em sẽ ăn cho mọi người xem nhé. Quả rất là to như thế này. Đây.
Thơm nữa. Gochugaru gochujang 하나도 안 넣었어요. 순수한 그거 김치 맛만 했어. 와, bây giờ họ đang cho tương ớt. Tương ớt này là tương ớt nhà tự làm các bạn ạ. À, cái này không phải là tương ớt. Đúng rồi, gochujang mà trái á. Ừ, đúng rồi, tương ớt mà. Nhìn cứ tưởng không phải cơ. Đấy, cho rất là nhiều cho nên nó đang đỏ. Canh nó đỏ, màu nó rất là cay. Nó mua mèo quế á. Cay quá, tí nữa mình nữ ăn được. Vì tương ớt cho nhiều vào cho nên là canh nó sẽ đẹp hơn. Màu nó đỏ và rất là ngon. Và cái tương ớt của Hàn Quốc thì nấu canh công nhận là rất là tuyệt vời. Cái vị của nó không phải quá là cay kiểu cay xè đâu. Nó cay kiểu cay ngọt ngọt á. Sau khi cho tương ớt xong thì lại còn cho bột ớt vào nữa các bạn ạ. Quả này thì chắc là em không ăn được canh nữa rồi. Tí nữa chắc nhà nhặt được mấy miếng thịt ăn là hết. Hết. Bột ớt đỏ lét thế kia. Bột ớt này rất là ngon mà không biết có phải bột ớt cay không. Ở bên Hàn thì có hai loại bột ớt. Bên này thì là đội thái thịt và chuẩn bị những cái món giống như là gà. Gà này nhìn không biết có phải gà đồi không, khéo lại gà công nghiệp đấy các bạn. Thịt gà bây giờ xé bằng tay. Mùi thịt rất là thơm. Thịt gà này họ hầm kỹ quá các bạn ạ. Ở bên Hàn thì họ không có kiểu hầm gà, luộc gà như Việt Nam mình đâu. Cái gà thì họ xé ra thành một đĩa như thế này, tí nữa ai ăn thì chấm muối thôi. Và bây giờ thì mọi người bắt đầu ngồi ăn rất là vui. Và đây là thịt bò nướng các bạn ơi, thịt bò xiên và nướng như thế này. Ngon. Quá là chua. Mình là người nước ngoài cho nên nhiều khi là cũng khá là thoải mái. Tại vì đến đây thì các cô, các bác làm hết rồi. Với lại em thì cũng chưa hiểu văn hóa nên họ cũng chẳng sai làm cái gì, mình chỉ vào giúp thôi. Ví dụ như là đưa bát, đưa đũa rồi là ăn. Đến là cứ ăn thoải mái. Em thì chẳng ngại cái gì. Nhìn cái đĩa thịt gà mà ngon quá mà mỗi tội sao các bạn đã không với được. Ngại quá. Ồ, cháu dâu lần đầu tiên đến thì cũng phải tém tém lại chứ chẳng nghe cứ xông một cái bát thịt gà. Gà đuối các bạn. Đĩa táo đỏ nữa kìa. Đĩa táo đỏ là cái đĩa em rất là thích. Và bây giờ đã sẽ ăn đây, đây là bạch tuộc các bạn. Thái những cái miếng to như thế này bây giờ ăn sẽ rất là đã. Ngon ngon. Và bạch tuộc với ăn với thịt bò nướng tuyệt vời. Ngon. Má xí xôi hộp bác. Chồng em ăn ngon quá. Nhìn nó vẻ rất là cay. Nhìn cay vậy mà. À, bây giờ ăn thịt gà các bạn ơi, phải chấm tương ớt đã. Chấm tương ớt, rồi. Đây được gọi là ăn đồ cúng ở trên đồi tại Hàn Quốc. Tương ớt, thịt gà, gà này gà đùi ạ, miếng đùi. Sau khi đi khoảng 1 tiếng đồng hồ leo lên trên núi thì bây giờ bắt đầu mới đến nơi các bạn ạ. Đây nó rộng như thế này. Và đây là toàn đất làm nông nghiệp thôi cho nên là người ta đã cày đất sẵn ở đây rồi. Và nhà khu mộ của nhà ở trên mãi trên kia các bạn, trên đỉnh đồi đó. Đó, ở đây thì đường họ lại trải nhựa hết rồi cho nên cũng dễ đi. Trải bê tông hết. Cái này thì đều nhà nước làm cho. Tại cái khu này thì nó là cái khu làm nông khá là rộng. Ở trên đỉnh đồi như thế này. Và bây giờ vừa mới đến đây các bạn ơi, đã đến rồi. Mọi người thì đã đến trước và dọn mộ rồi làm sạch rồi. Và mọi người đến thì chào hỏi nhau. Nói chuyện. Con gái, con trai, con rể, rồi cháu. Trời ơi, dễ thương quá. Mọi người đến thì chào hỏi nói chuyện với nhau rất là vui. Ở Hàn thì khi mà chào hỏi người khác thì các bạn sẽ cúi đầu một góc 45 độ hoặc 90 độ. Và đầu tiên là mang hết đồ để chuẩn bị cúng xuống. Bố em thì đã mua đặt đồ ở dưới nhà mang lên.
đặt ở ngoài quán. Ở Hàn Quốc thì bây giờ cái dịch vụ cúng bái hay là những cái đồ lễ như này họ đều làm hết. Và mọi người cũng ra giúp để mang đồ vào. Mọi người rất là thân thiện, cả gia đình và các bạn. Còn ông chú thì bây giờ đang ngồi nhổ cỏ. Thấy cái chỗ cỏ nào thì nhổ đi. Và đây là mộ của tổ tiên của dòng họ bên nội đằng nhà bố chồng và bên chồng em. Thì cái khu đất này là khu đất mà ngày xưa tổ tiên đã mua để đây để khi mà những ai mất thì đem đến đây để chôn cất. Và đây cũng là một trong những cái văn hóa của người Hàn Quốc. Và hiện nay thì cũng có rất là nhiều gia đình họ làm theo cái truyền thống như thế này. Và ở trên núi này rất là xa, ví dụ như những nhà mà đi làm xa, di dân xa ấy, thì đi đến đây cũng phải mất 3-4 tiếng, khá là vất vả. Và vừa mới cúng ở bên dưới kia là cúng ở những cái chỗ giống như là chi nhánh nhỏ thì lên đây là chi nhánh lớn. Thì hôm nay lại đến đây cúng tiếp. Một ngày thì đi tổng giống như là đi cúng tổ tiên ấy thì đi cúng hết nơi này đến nơi khác. Và khu này thì có giống như là tổ tiên ở bên tầng của bố em. Hiện nay thì ở Hàn Quốc khi mà mọi người mất đi thì có thể có hai cách, đem chôn hoặc là hỏa táng. Thì hiện nay ở Việt Nam mình thì cái phương thức chôn cất thì vẫn còn rất là phổ biến đúng không ạ? Ở Hàn thì cũng có rất là nhiều người thích chôn, đặc biệt là những người tầm tuổi như là bố chồng em. Những người bây giờ là thuộc 60-70 đó thì những cái tầm tuổi đó họ vẫn theo cái truyền thống ngày xưa rất là nhiều, thích chôn cất và nói là nếu mà hỏa táng thì nóng, theo cái văn hóa phương Đông của mình. Đấy, thì người Việt Nam mình bây giờ cũng có hai trường phái, một là đi chôn, hai là hỏa táng đúng không ạ? Tuy nhiên thì không phải bây giờ ai cũng đồng ý hỏa táng. Vì vậy là trước khi mất thì người ta đều hỏi ý kiến là bây giờ đồng ý chôn hay là hỏa táng. Vì vậy là làm theo ý kiến người mất là được. Và bây giờ ở đây đã sắp xong bàn cúng và bây giờ lại cúng tiếp các bạn ạ. Vừa giờ là cúng ở dưới kia là cúng chỗ khác, bây giờ lên đây lại cúng chỗ khác, hai chỗ khác nhau. Và bên này thì cũng bày cái đồ chuẩn bị thì nó không phải là giống hệt nhau, tùy theo cái người chuẩn bị. Và đồ đây thì đa số là đồ mua và bố em đã đặt ở bên dưới thành phố và bây giờ mang lên đây bày ra. Tất cả bánh, kẹo, thịt, cá rồi hoa quả. Và tất cả những cái đồ này thì đều mua dùng tiền của tổ tiên để lại từ ngày xưa. Giống như là tiền mà tổ tiên để lại này, sau đó là tiền mà đất ở đây cho thuê này, nhận được sau đó là gửi vào ngân hàng lại sinh ra lãi đúng không ạ? Thì dùng cái tiền đó và mỗi lần đi cúng hay là dùng những cái tiền gì vào việc chung của nhà, vào những cái việc tu sửa hay quản lý thì đều dùng cái tiền chung đó. Và đây là vùng núi ở Hàn Quốc này các bạn, núi rất là nhiều và rất là rộng như thế này, mênh mông. Và ở đây thì cũng chả có cái nhà nào, đi cách từ cái chỗ mà có nhà vào đến đây thì chắc là đến 5 km rồi, không có một cái nhà nào tại vì toàn núi là núi. Bây giờ không có ai ở trên này. Và đây là hiện trạng ở trên đồi núi tại Hàn Quốc. Hiện nay thì người ta đổ xô lên thành phố chứ không có ai sống ở dưới nông thôn nhiều, và đặc biệt là người trẻ. Người già không thể lên thành phố kiếm sống được hay là không thích cái cuộc sống quá là bận rộn, xô bồ và áp lực tại thành phố thì họ mới ở nhà làm nông thôi. Và ở những cái vùng núi như thế này thì công việc chủ yếu kiếm sống đó là làm nông thôi, cũng không có cái việc gì khác. Muốn đi làm công ty thì cũng phải đi rất là xa hoặc là rất là ít việc. Thứ hai là có ai thuê thì đi làm thôi. Và công việc ở đây thì đa số là trồng màu và trồng những cái cây ăn quả hay là những cái cây trên rừng, cây gỗ để bán lấy tiền. Và cuộc sống ở đây thì mình thấy khá là bất tiện so với ở những khu thành phố. Thứ nhất là đường xá thì chật chội và nó không được phát triển như là ở dưới thành phố đâu. Và như các bạn thấy đường thì có chỗ thì nhà nước họ giải bê tông cho như thế kia, chứ có chỗ mà không giải bê tông thì lại đường đất như thế này thôi, cũng không khác gì ở Việt Nam mình nhiều. Tuy nhiên thì cái độ bê tông hóa nó vào mãi trong rừng sâu như thế này rất là tốt, và cái đường của nó thì cũng không phải quá là nhỏ, đi cũng rất là thoải mái. Và như các bạn thấy thì đồi nó ở trên cao như thế này và đường bê tông nó cũng đi rất là to và rất là nhiều như thế kia. Và tất cả những cái đường này thì các bạn muốn làm thì phải đăng ký đối với nhà nước thì họ sẽ lên kế hoạch và họ trải nhựa cho, họ trải bê tông cho. Và cái đồi ở trên này thì thực sự rất là xa so với những cái ngôi làng ở gần đây. Vì vậy là trải bê tông được lên đến trên này đúng là một điều rất là tuyệt vời. Và ở đây thì cũng có những cái chòi, những cái cây cột đưa điện. Đây đây. Cũng rất là to. Và ở Hàn Quốc thì hiện nay cái lượng dân số ở dưới nông thôn ấy cực kỳ thấp, chỉ có khoảng 5-10% thôi. Còn lại ở khu vực Seoul 5 thành phố lớn thì là có chiếm đến 50% dân số của toàn Hàn Quốc.
khu vực số 0 này các bạn. Còn những cái tỉnh khác thì mới chia dần ra và dân số tập trung đông, chủ yếu là ở thành phố. Khi mà đi lễ như thế này thì mỗi nhà nhà nào đi một xe đấy. Ví dụ như đây, xe thì đi lên rồi đỗ hết ở bên cạnh như thế này chứ cũng chả phải đi bộ lên. Ngày xưa cách đây 20-30 năm chồng em nói là phải đi bộ cách một tiếng mới lên đến đây tại vì không có đường ô tô. Bây giờ chồng em đang đi đưa rượu, mời cho các ông bà tổ tiên dùng rượu. Và bây giờ em đang ở trên núi và đi cúng tổ tiên cùng với chồng và bố chồng cùng với cả gia đình nhà chồng. Và ngày hôm nay thì rất là vui chia sẻ đến các bạn văn hóa cúng tổ tiên tại Hàn Quốc và sau khi mất thì người Hàn Quốc họ chôn cất hay họ làm như thế nào. Và ngày hôm nay thì mọi người có thể thấy được cái cảnh nông thôn ở Hàn Quốc, vùng núi của Hàn Quốc nhìn nó như thế nào so với tưởng tượng của các bạn thì nó có khác hay không. Và hôm nay rất là vui chia sẻ đến mọi người, hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. 잘했어. 어때? 아, 잘했어. Và đây là ông chú trưởng trưởng chi nhánh trưởng họ gì đó, rất là nhiều tuổi, khá là nhiều tuổi rồi. Rất là chăm đi nhổ cỏ. Vừa mới ăn ở dưới kia rồi, xay lên đây giờ lại bày ra ăn tiếp các bạn ạ. Cho nên là những ngày dỗ, những ngày cúng như thế này thì ăn suốt ngày, ăn thường xuyên. Ăn rất là nhiều món ngon. Và bây giờ sau khi ăn xong thì cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ này rồi phân đồ ăn còn lại thì chia mỗi nhà một ít các bạn ạ. À, nhà nào mang cái gì về thì tự gói mang về.